Cô gái này vừa lên máy bay thì liền đeo kính râm. Khi cánh cửa máy bay vừa đóng lại, kính râm không cẩn thận bị rơi xuống. Bé gái bên cạnh lén nhặt chiếc kính đeo lên. Haram vội kêu cô bé trả kính lại cho mình. Bé gái lắc đầu không chịu. Sắc mặt Haram bỗng chốc thay đổi. Không phải do cô tức giận, mà là cô trông thấy một bóng đen sau lưng bé gái. Haram chậm chậm đứng dậy, trông thấy trên máy bay có rất nhiều bóng đen. Điều này chứng tỏ tất cả mọi người có mặt trên chuyến bay này đều sẽ chết. Cô điên cuồng đập cửa máy bay đòi ra ngoài, vừa la hét vừa khua bóng đen phía sau. Nhưng trong mắt của mọi người, họ chỉ cảm thấy cô gái có vấn đề về thần kinh. Mọi người xuống khỏi máy bay mau lên, chuyến bay này sẽ gặp tai nạn. Nhưng chẳng ai quan tâm tới lời cảnh báo của Haram. Máy bay vẫn cất cánh. Không lâu sau, thời sự đưa tin về vụ nổ máy bay. Cứ như vậy, Haram trở thành nghi phạm và bị đưa về đồn. Cô cố gắng giải thích chuyện máy bay gặp nạn không liên quan tới mình. Nhưng cảnh sát lại hỏi, tại sao khi máy bay cất cánh cô lại đòi xuống bằng được? Lẽ nào cô là phần tử khủng bố sao? Cô giải thích thế nào về chuyện này? Tôi thấy trên máy bay có rất nhiều bóng đen, mà đây là lần đầu tôi trông thấy nhiều bóng đen như vậy. Mugang bên ngoài nghe không lọt tai, anh cũng cảm thấy Haram có vấn đề về thần kinh. Ngày hôm sau, hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy. Điều tra ra máy bay đã bị trục trặc từ trước đó. Haram cũng được thả ra. Hôm nay cô lại đeo kính râm đi làm thì liền bị quản lý trách mắng, bắt cô bỏ kính xuống. Haram lập tức bịt mắt theo phản xạ, hỏi khách hàng muốn order món gì. Người đàn ông hiếu kỳ chọc ghẹo cô vài câu. Haram lập tức nhìn đối phương với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Bỗng Haram trông thấy sau lưng một người đàn ông có bóng đen. Khi anh ta sắp rời đi, cô vội kéo tay anh lại, kêu đối phương đợi 3 phút sau hẵng rời đi. Làm gì vậy? Có gì mà phải đợi? Đợi thêm 3 phút nữa thôi. Thấy bạn gái đang đợi trong xe, anh ta lập tức rời đi. Nhưng vừa ra ngoài đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. Tất cả mọi người đều chạy ra xem, chỉ duy nhất Haram vẫn bình tĩnh tiếp tục làm việc. Thấy cảnh này, Mugang liền nhớ lại những lời cô từng nói trong sở cảnh sát hôm đó. Thì ra cô có thể nhìn thấy được cái chết. Hôm nay, Haram vừa tan làm đã thấy Mugang đợi bên ngoài. Anh hỏi cô có muốn đi nhờ xe không? Anh biết Haram không phải người thường. Cô không chút do dự, mở cửa ngồi lên xe. Ai ngờ nơi cô muốn tới lại ngược đường với Mugang. Lời nói ra không thể rút lại được, anh chỉ có thể đưa cô về nhà. Trên đường hai người trông thấy một vụ nhảy cầu. Haram tháo kính râm xuống, trông thấy sau lưng người đàn ông có bóng đen. Mugang cười nói, tên nhãi này không dám nhảy đâu. Cậu ta thường xuyên tới đây giả vờ muốn nhảy cầu. Lần trước trượt chân tay bám vào lan can suýt nữa thì nhảy thật. Lúc đó cậu ta còn hoảng loạn kêu cứu. Mugang kêu cô cứ yên tâm, lần này cậu ta thật sự sẽ chết đó. Cái gì? Thôi kệ, không liên quan tới tôi. Về tới nhà, Haram liếc nhìn số điện thoại viết sau xe, không nói không rằng lập tức vào nhà. Biểu cảm gì không biết. Trên đường về nhà, anh nhận được tin nhắn của Haram, mắng anh là một cảnh sát bất tài vô dụng. Mugang chẳng thèm để bụng mà vẫn tiếp tục lái xe. Nhưng ngay sau đó, cô đã cho anh biết ý nghĩa thật sự của câu nói kia. Nghe nói đeo kính râm khi đi tắm sẽ khiến tinh thần sảng khoái, cơ thể thoải mái. Nhưng mọi người xung quanh chỉ cảm thấy cô bị điên. Cũng có thể cho là vậy. Rõ ràng trông thấy một người đàn ông sắp nhảy cầu, Haram chỉ nhìn qua liền biết hôm nay là ngày chết của anh ta. Người đàn ông kia sẽ chết. Tôi trông thấy bóng đen sau lưng anh ta. Mugang lại nói, tên nhãi kia đã diễn cảnh này nhiều lần rồi. Theo kinh nghiệm của anh thì cậu ta không chết được đâu. Nói xong liền tiếp tục lái xe đưa cô về nhà. Tên nhãi này vẫn đang làm loạn sao? Bỗng người đàn ông giang tay ngả về sau, lần này là thật rồi. Mugang lập tức xuống xe qua đó xem, nhưng lúc này mọi thứ đã quá muộn. Với độ cao này thì cậu ta khó mà sống sót. Không lâu sau, xác của cậu ta đã được vớt lên. Một người sống cứ như vậy biến thành một thi thể lạnh lẽo, để lại người mẹ gào thét trong đau khổ. Khoảnh khắc này, Mugang mới thật sự tin Haram có năng lực nhìn trước được cái chết. Nhớ lại chuyện lần trước tại sở cảnh sát, mẹ của Haram vội vã chạy tới tìm con gái. Con lại nói linh tinh cái gì vậy? Phải cẩn thận với cặp mắt của mình chứ. Bà điên cuồng kêu con gái phải cẩn thận với đôi mắt của mình. Sau đó giải thích con gái mình có vấn đề về thần kinh, kêu mọi người đừng để ý. Sâu chuỗi lại nhiều chuyện, anh chắc chắn rằng Haram không phải người bình thường. Buổi tối anh tìm tới nhà cô trong bộ dạng say khướt. Người đó chết rồi. Tôi biết nên đã nhắc nhở anh rồi mà. Mugang tự trách bản thân vì đã không cứu anh ta. Sau đó liên tục đập chai rượu vào đầu mình. Haram không muốn tiếp tục nghe nữa liền đóng cửa lại. Mugang mượn rượu nói, ông trời đã ban cho cô khả năng biết trước cái chết. Đó không phải lời nguyền mà là một sự may mắn. Nói xong liền tháo kính râm của cô xuống. Anh muốn hợp tác với Haram cùng nhau cứu người, nhưng cô lại không muốn, bởi vào năm cô 5 tuổi, bố, sau lưng bố có bóng đen. Người bố bình tĩnh nói mình không sao, đồng thời kêu cô nhìn xem mình sẽ chết như thế nào. Haram chạm vào bóng đen, biết được người bố sẽ chết do bị người ta đẩy từ tầng cao xuống, mà hung thủ có hình xăm con nhện. Bố cô nghe xong liền biết người đó là ai, vốn tưởng có thể thay đổi vận mệnh, không ngờ vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Mà những lời của Mugang nói ban nãy đã lần nữa khiến cô dao động. Trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, cô đã quyết định tháo kính râm xuống. Được rồi, thử lần nữa vậy. Cô cắt ngắn tóc mái để lộ ra đôi mắt âm dương. Cô cố gắng vượt qua nỗi sợ. Đây là lần đầu cô không đeo kính ra ngoài. Bỗng trông thấy sau lưng một người mẹ có bóng đen. Cô chậm chậm đi tới, giơ tay chạm vào bóng đen mới biết bà sẽ chết vì bệnh nặng. Chuyện này tôi cũng không thể giúp được gì. Đi qua khu dân cư, Haram bỗng bị một người đàn ông qua đường thu hút. Ngoảnh đầu nhìn, phát hiện sau lưng anh ta có một đám bóng đen.
Thông qua tiếp xúc, người này sẽ chết vì sự cố ngoài ý muốn. Cô lập tức gọi điện thoại báo cho Mugang, nói mình đã trông thấy bóng đen đó, kêu anh mau tới tiệm cà phê theo địa chỉ. Nhưng Mugang lại nói, tối qua chỉ là anh uống say nên nói linh tinh mà thôi. Nói linh tinh sao? Thấy anh ta liên tục kiếm cớ chối bỏ trách nhiệm, Haram tức giận chửi mắng, tên khốn nhà anh, lần sau gặp lại tôi sẽ đem tới cho anh 10 cái bóng đen. Cần gì phải nói những câu kinh dị thế này chứ? Đúng là không nên tin vào lời của kẻ say. Haram chỉ đành một mình ra trận. Đầu tiên, cô dọa người đàn ông rằng mình là bà đồng. Cô nói hôm nay anh ta sẽ có hạn, kêu đối phương không được đến gần trung tâm thương mại. Nhìn tôi giống sắp đi trung tâm thương mại lắm sao? Ăn no rừng mỡ à? Thấy vậy Haram liền lấy tiền của mình ra, kêu anh ta đừng đi đâu nữa, hôm nay cứ ở đây nói chuyện với cô là được. Ai ngờ người đàn ông lại cho rằng cô là kẻ lừa đảo. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy? Nói chuyện nửa ngày lại được trả số tiền bằng cả tháng lương. Haram tức giận rời đi, nhưng nhớ lại cảnh anh ta chết thảm, cô liền đưa một quyết định táo bạo. Haram tuyệt vọng nhìn chân bàn trước mặt, sau đó căn chuẩn góc độ đập mạnh đầu vào. Một phát chưa đủ, thì thêm vài phát nữa. Ông chú bên cạnh ngây người không hiểu chuyện gì. Mọi người xung quanh nhanh tay lôi điện thoại ra phát trực tiếp. Haram sờ lên trán, chảy máu rồi, ông chú kia đánh tôi. Mau báo cảnh sát, ông chú không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn bỏ chạy theo bản năng. Nhưng vừa chạy tới cửa thì liền bị Mugang ngáng chân. Nhưng người ngã lại là anh ta, thậm chí còn bị người ta dẫm lên lưng. Khó khăn lắm mới khống chế được ông chú kia. Đến lúc này ông chú vẫn mơ hồ không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, đã bị cảnh sát đưa về đồn. Nhưng Haram cũng không có ý xấu, bởi vì ban nãy cô đã trông thấy sau lưng ông chú đó có bóng đen. Điều này chứng tỏ ông sắp cận kề với cái chết. Khi cô chạm vào bóng đen, biết được ông chú sẽ bị bắt làm con tin, mọi người có mặt vô cùng hoảng sợ. Một viên đạn đã khiến ông chết ngay tại chỗ. Cứ tưởng làm vậy sẽ giúp ông chú kia tạm thời thoát nạn, nhưng Haram nói chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây. Người đã cứu được nhưng thủ phạm vẫn ở ngoài kia, sẽ có người khác bị chết thay thế ông chú kia. Haram nhớ lại kẻ đó có súng, thời gian hiển thị 7 giờ, đối phương mặc quân phục. Thông qua phân tích, hai người xác định đó là lính đảo ngũ. Thế là hai người chạy tới địa điểm xảy ra vụ án, trùng hợp trông thấy một cô gái, mà cô chính là người khóc lóc đau khổ nhất trong đám người có mặt lúc xảy ra tai nạn. Rõ ràng cô ta biết chuyện gì đó. Haram tìm gặp cô gái, thông qua cuộc trò chuyện biết được bạn trai cô ta là quân nhân, mà gần đây hai người họ đang giận nhau. Mugang cũng tới xác nhận người này đã đảo ngũ vào sáng sớm hôm nay. Mugang dùng thân phận cảnh sát kêu cô gái mau liên lạc với bạn trai. Trong lúc chờ đợi, Mugang cũng cảm thấy bất bình, bạn trai làm quân nhân vất vả, sao cô có thể cắm sừng anh ấy? Nếu là tôi thì tôi cũng không chịu được. Bỗng một người đàn ông đội mũ bước vào. Em ở đây. Người đàn ông cảnh giác ngồi đối diện cô gái. Anh vẫn sống tốt chứ? Ừm. Em nói mình đã có người khác, là lừa anh đúng không? Mugang đột nhiên xuất hiện hỏi bây giờ là mấy giờ. Anh hỏi giờ là muốn xác định chiếc đồng hồ trên tay anh ta có phải cái mà Haram nhắc tới hay không. Trông thấy Haram gật đầu xác nhận, anh liền lôi còng tay ra. Để chắc chắn không xảy ra sự cố, anh còn thử còng tay mình lại. Rõ ràng anh đang rất căng thẳng. Mugang nhân cơ hội còng tay đối phương lại, sau đó an ủi anh ta không sao đâu, chỉ là tới đồn cảnh sát ngồi một lát mà thôi. Em tại sao có thể đối xử với anh như vậy? Mugang đưa anh ta về đồn. Cả hai cho rằng nhốt con tin và thủ phạm với nhau thì sẽ hết chuyện, mà không biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Mugang rất hài lòng về lần hợp tác này. Haram cũng không chấp chuyện cũ. Tôi thu lại câu nói sẽ tặng anh bóng đen. Anh cũng ngầu lắm. Cô không biết đây là câu nói cuối cùng của mình với Mugang. Tại đồn cảnh sát, điện thoại của ông chú kia bỗng reo lên. Mugang vội giúp ông nghe điện thoại, mà cuộc điện thoại này đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của anh. Bên này Haram đang chìm trong niềm vui cứu người, liền tới tìm Mugang ăn mừng, nhưng tới nơi lại không thấy anh đâu. Cô định ngồi đợi anh quay về, bỗng cô trông thấy một tấm ảnh trên bàn, phát hiện trên cổ tay Mugang đang đeo chiếc vòng do cô đan. Đây chính là vòng tay cô từng đeo cho anh trai, nhưng anh trai từ lúc rời khỏi nhà thì không còn liên lạc về nữa. Khi cô đang mừng vui khôn xiết vì đã tìm được anh trai, bỗng lính đảo ngũ được quân đội đưa đi. Lúc này Haram mới phát hiện vị trí của đồng hồ không đúng, một cái là đeo bên tay trái, một cái là đeo bên tay phải. Cô lập tức đi tới hỏi súng của anh ta ở đâu. Người này không mang theo súng. Haram mơ hồ lẽ nào mình đã bắt nhầm người. Bỗng đồn cảnh sát nhận được một vụ án, có người đang uy hiếp con tin. Haram lập tức nhìn thời sự, trông thấy con tin chính là Mugang, cũng chính là anh trai Hajun đã mất tích của mình.